Chào mọi người, hôm nay ngày mùng 6, em làm cái clip tiếp theo giới thiệu đến anh em những cái món hàng em vừa về trong tuần rồi. Lần này về được hơi là nhiều. Giới thiệu anh em tham khảo sơ sơ chứ một lượt. Ở đây, đây là cái đống máy sáng giờ em bán trên Facebook đây. Tí nữa cho nó đi. Đây là cái đống máy chưa vệ sinh. Anh nào muốn rẻ thì mua cái này về tự xử. Đây là máy mới 481 và 07 của Mỹ, 481 thì của Nhật. Máy mài cưa kiếm, máy mài cưa kiếm. Vít thạch cao 170, 149 khoan bê tông. Vít gập nhỏ nhỏ, to to. Có vít 020, 021, 022. Em để kia em chưa bỏ vô đây. Tí em lôi vô đây luôn. Có cặp Hitachi. Bê tông, cắt ti ren, bắn đinh, mấy con khoan nhỏ nhỏ cỏ cỏ đẹp đẹp. Vít 137, 132, 66, 147, bu lông. Cưa, có cưa luôn, luôn. Con này cưa 165, cưa 165, cưa 1/25, cưa cắt hợp kim, cưa 14V có than, cưa 14V có than, cưa Hitachi. Vít Hitachi bù lông 285 đời mới của Makita, mà cái đống này nó vỏ xấu quá, bán cho nó rẻ. Có con rút ni ve nha. Đấy là sơ lược em có những cái đống hàng em sẽ giới thiệu đến anh em trong cái clip này. Rồi bắt đầu vào việc luôn. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em tên là Quý ở Trảng Bom, Đồng Nai, sinh năm 1986. Hình thức mua bán thì vẫn như mọi khi, chuyển khoản em bao ship, ship code kiểm tra, nhận hàng thanh toán, anh em vui lòng cọc cho em cái kẹt. Trách nhiệm vậy thôi. Rồi, đầu tiên là cái đống này đi, đống cỏ cỏ này đi, anh nào mua thì cứ liên hệ với em cho nó rẻ, có mấy trăm ngàn một thân máy thôi. Có 170 nè, 170 chưa vệ sinh, 2 triệu một thân máy. Anh em mua về tự xử máy bao sống. Mấy con này thì cứ 5-600 ngàn con, 14V có then. Máy mới của Mỹ nên máy mới thì không có phải lăn tăn gì, không có tép tung gì nha anh em. STD15, thân máy mới 1 triệu 6, 50 ngàn một thân máy chưa pin sạc. 07, hôm nay giá tuột hơn rồi, 2 triệu 7, 2 triệu 7 luôn. Thân máy không pin sạc, máy mới, con này là 07, có 3 con 07. Có một con 481 07. 481 là con này. Con này Makita, đây nè, DHB 481 mạnh nhất của dòng Makita. Của nó đầy đủ là như hình. Trong hình làm sao thì nó là như vậy. Thân máy này thì nó 3 triệu 8 một thân. Cả cái thùng, đại khái anh em nhìn cái hình làm sao thì nó y vậy ha. Rồi xong, pin mới đây. Pin Makita 5A 1 triệu 3, 50 ngàn một quả nha anh em. 1 triệu 3, 50. Pin 4A thì 1 triệu 2, 50. Có được quả chừng 2, 4, 5, 4 quả chính là 9 quả thôi. 022 như vậy là còn nha, con này em bán rồi nhưng mà em còn 2-3 con gì ở bên kia em chưa bỏ qua. 022 như vậy, một bộ như vậy là 1 triệu 3 50 ngàn TD022. Thân máy 020 700 ngàn màu trắng 020. Thân máy vỏ pin 450 ngàn, con này rất là đẹp, chưa vệ sinh vệ xéo gì nhá. Anh em mua em tặng luôn cục pin về tự lên pin, chứ em không có thời gian em lên rồi. 450 ngàn, gặp luôn hay sao này. Đây đây, nó như vậy luôn. Vít điện tử rất là ok, có cấp trượt đầy đủ luôn, tôm gì ở đây nè. 450 ngàn tặng cho anh em một cái xeo pin. Con này giá thì inbox, con này thuộc hàng siêu tầm nên giá của nó cũng hơi căng một xíu nha anh em. Nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu ha, thân máy. Như hình.
Có một con duy nhất thôi. Con này đẹp, ok, 1,2 triệu một thân máy. Full chức năng nha em, bao full chức năng. Ở đây không có test. Cho nó nhanh. 1,2 triệu một thân máy đẹp như hình. Cái này có hai con đỏ thì em bán rồi. Rồi nó vơi vơi rồi em để cái cây này xuống. Cặp vít Hitachi đẹp như hình, 14V, 1,5 triệu một cặp nha anh em. Thân máy về anh em tự làm pin. Hitachi bắn tôm rất là mạnh, rất là êm. Hitachi bao sóng full chức năng nhá. Anh em mua thì cứ liên hệ với em qua Facebook, Zalo gì đó. Em sẽ test trực tiếp cho anh em xem để khỏi mất thời gian. Cái con nào nó cần test thì em sẽ test cho này. 14V bê tông 14, em lấy của pin 14 chứ. Ai chả không biết nó lại nằm đâu. Bê tông 2 chức năng 14V. Anh em về tự vệ sinh. Thân máy như hình, 1,2 triệu một thân máy. 1,2 triệu một thân. Có hai chế độ. Có hai con đồng giá 1,2 triệu. Quả pin này không vô được rồi, pin này pin khác nó chặn chân rồi. 1,2 triệu một thân máy. HR162 14V. Hai con một trắng đồng giá. Con màu đen thì em lộn, con màu xanh này khác chút. Con này HR164. Con này 1,2 triệu luôn một thân máy. Màu xanh, thân máy màu xanh. Hai chức năng 1,2 triệu một thân máy. HR164, hai con kia là HR162 cho. 165 là 18V em bán hết rồi. Mài Makita 18V. Đẹp như hình. Con này 1,4 triệu một thân máy. Mài 18V. Mã của ta là cái gì này? GA402D. Đá một tấc. Có than, mài có than anh em. 1,4 triệu một thân máy. Thân máy vỏ pin con này rất là đẹp, Lotter Rudy V. Thân máy vỏ pin này 2 triệu. Nó còn full đồ nha anh em. Kiếm được con full đồ thì hơi khó. Makita em đang thấy nó bán 17 triệu một cái thân máy Rudy V. Trong này nó còn đầu nhá. Đầy đủ đầu trong này. Cái này để chặn lại để mở. Thằng này chuyên sản xuất rút con tôm. Nó chuyên sản xuất Rudy V và ép cốt nên chất lượng của nó rất là tuyệt vời. Thân máy vỏ pin 2 triệu. Có một con thôi, không có nhiều. Con này bán mã chưa đi 900 ngàn một thân máy đây. 900 ngàn thân máy. Mấy anh hẹn rồi mấy anh lại không mua. Bắn đinh Makita, cái này chạy pin 14, cũng pin 14 rồi. Tết là em không có đinh để em bắn thử. Hoạt động full chức năng. Con này 1,2 triệu một thân máy đây nha. Bắn đinh 14V, mua bọc yên xe rất là tiện. Yên xe mui nệm gì đấy, anh em lên xe là bóp bóp luôn, khỏi phải hơi hết gì. Tám trăm ngàn Hitachi ép cốt full chức năng. Cắt được T8 với T10. Có hai đầu đảo rang luôn. Nó hư bên này thì mình đảo qua bên này. Nó có hai cái nè. Hitachi
như thầy 800 ngàn một thân máy, hoạt động full chức năng 12V, cắt đi ren của thạch cao, Makita con này 1,3 triệu một thân máy, pin chuột nha anh em. Của gà cái gì không? Cắt rất là chiến. Nó vẫn có hai lưỡi để anh em đảo lại nha. Anh em nhìn thấy nó cong cong ở trên này. Mình có thể xoay lại được. 1,3 triệu một thân. Có mấy con khoan nhỏ nhỏ cỏ cỏ này nhưng mà nó rất là đẹp. Có ba con. Con thứ nhất, con này là pin chọt. Pin chọt 3 chức năng, anh em có sẵn vỏ có pin xài vít rồi thì mua con này về. Có chức năng búa khoan tường luôn. Con này 700 ngàn một thân máy, rất là đẹp. Nó bong tí cao su đây, tí này em dán nó lại là ok ha, không có rách cao su tí nào ha. Có một con thôi, pin chọt, anh em mua thì cứ gọn như vậy. Makita 12V, pin chọt 10V8. Cái này pin trượt nhỏ, pin trượt đời mới bây giờ. Pin trượt đời mới. Con này 700 ngàn một thân máy. 700 ngàn. Bộ này nó bán 3 triệu mấy một bộ. Con này Makita pin trượt. Cứ pin này cắm vô là chạy thôi. Cái cục pin này không có vô được. Nó đang chạy cái chân này rồi nên không có vô được. Máy full chức năng nhá. Con này nhỏ gọn. Bây giờ dơ tí về anh em rửa đi là đẹp thôi. 9V6 là 12V á. Pin trượt luôn, pin trượt thông dụng của mình nhá. Thân máy này 600 ngàn, hai con kia thì 700 ngàn. Rồi đến mấy cái món đồ to cho nó đi hết đi. Cưa kiếm. Makita JR187. Có hai chế độ nhanh chậm ở trên này nữa. Cắt rất là kinh, cắt gỗ, cắt sắt đều ok. Mấy cái clip trước nó cắt thử cho anh em xem rồi đó. Cưa kiếm thì em không thiếu, em rất là nhiều cưa kiếm. YouTube chắc mình em nhiều nhất ạ. Em có hai chủng loại, em mà con này còn nhà còn có một con thôi. Con này 2,4 triệu một thân máy. JR188. Con này yếu hơn con này nha anh em. JR188. Con này nhẹ hơn con kia nhưng mà nó yếu hơn con kia. Con này 2,4 triệu một thân máy. Con này 2,2 triệu một thân máy. Như hình 18V không chổi than nha anh em. À đây em có một em này siêu độc luôn nè, cho lên luôn nè. Một em mài, mài này là mài có điều tóc nha anh em, không phải là mài bình thường nữa đâu. Bữa giờ săn mãi được có một con. Mài Makita. Có 5 số, đang là số 5. Số 5 vòng tua là 8.500 vòng 1 phút. Và tiếp theo là những cái thông số của nó trên này, anh em ngó giùm em cái luôn. Thông số nó như hình đó. 7.500, 6.000, 4.000, 3.000, chậm nhất là 3.000 vòng 1 phút. Cái này là cốt 125 nha anh em. Đá 1 tấc 25 nha, phải đá 1 tấc thôi nhé. Có một con thôi. Mã của nó như hình anh em tra Google giùm em cái. GA5148D. Mài cò bóp 14V, cực ít luôn. Cò bóp 14V.
chỉ có một con thôi. Con này 2 triệu 2 một thân máy. Cò bóp 14V không chổi than. Có báo pin. Mã của nó là GA407 đây. Hai triệu một thân máy GA403. Mười tám volt không chổi than, ai lộn 14V không chổi than. Hôm nay lôi về được một em mài vàng đẹp mà không có tem. Con này 2,3 triệu một thân máy nha anh em. Mười tám volt chứ không phải 14 đâu nha anh em, 18V mài vàng. Không còn tem, đẹp như hình. Có một con thôi. Mài vàng. Có một con thôi. Con này 18V, 2 triệu 2 một thân máy. Em cắm pin 14 thôi nha chứ nó là 18V đó. Hai triệu 2 một thân máy 18V. Con này mất tem rồi anh em nhé. Mã của nó là GA404D đây nè. GA404D 18V không chổi than. Con này cũng bằng giá con kia luôn, 2 triệu 2 một thân máy. Màu vàng, con này còn tem mà tem chày hết là coi như không luôn. Mã của nó cũng vậy luôn. 18V. Chắc luôn bữa nay bán 1,4 triệu một thân máy thôi. Thân máy này đắt lắm. Thân máy nó hình như là tới 7 hay 8 triệu gì một thân máy cho. Cắt rung 14 và 18 có hai con. Cắt thì nó như cái tăng đơ thôi. Đá qua đá lại em không có lưỡi ở đây rồi. Hai con này 14V 700.000 một thân máy anh em. Cưa Makita 14V, cưa bãi Nhật 14V. Có than nhé chứ không phải là không than đâu. Lưỡi mới như chưa xài vì em chưa thấy cái vết xước ở lưỡi. Như hình 700.000 một thân máy không có quả pin đâu nha anh em. 14V có than, 700.000 một thân máy. Có hai con nào cũng vậy. Một con có cái nắp bật, bật này bật hút bụi ra này, đúng rồi. Bụi nó lên đây nó được bụi. Cắt gõ. 14V có hai con, 700.000 một thân máy, quả pin này chính. HS của nó đây. Không để chê vào đâu được. Con này lưỡi 165 nha anh em. Con này 2 triệu 2 một thân máy. Bữa trước em bán 2 triệu rưỡi mà. Bữa nay mua được rẻ thì em bán rẻ 2 triệu 2 một thân máy. Lưỡi mới luôn nha. Em chưa có thấy dấu hiệu của sự xước. Đế đây không có sứt mẻ chỗ nào ha. Như hình 2 triệu 2 một thân máy 18V 165 không chổi than. Con này cắt hợp kim. Cắt hợp kim 18V. Cắt hợp kim 18V có lưỡi cắt sắt zin theo máy luôn. Con này 2 triệu 2 một thân máy luôn, có cả lưỡi kèm theo luôn. Cắt sắt nha anh em, cắt sắt tua chậm, anh em cắt gỗ cũng ok luôn, gắn lưỡi cắt gỗ vô là cắt thôi. Mã của nó là đây. CS51 551D. 18V vòng tua 3.900. Xài lưỡi 1 tắc 25 đến 1 tắc rưỡi. Thông số như hình. Lưỡi này chuyên dùng để cắt sắt đấy.
Có báo pin nha anh em, có báo pin ở trên này. 2 triệu 2 một thân. Một triệu 7 một thân máy này. Mẹ đây. Mấy con này chưa vệ sinh vệ xéo gì. 18V không chổi than màu đen. 18V một tắc 25 không chổi than như này. Khóa nữa. Nó có thể nghiêng xoay được lung tung độ 45 độ cái gì lung tung ở đây. Khóa nó lại là đi. Cắt hợp kim luôn. Cắt hợp kim cắt gỗ luôn 2 triệu 2 một thân máy Hitachi. Mã của nó đây. 18V không chổi than. 18DIBL đây. Có hai chế độ nhanh chậm. Chế độ chậm có Hitachi. Bù lông đi, bù lông em có khoảng 10 con nhé anh em, 10 con bù lông. Đẹp đẹp như này, nó xấu xấu như vậy thôi, không có đẹp hơn được. Lon này về toàn bù lông xấu thôi mà cũng phải lấy. Nhưng mà được cái nó đời keo. TD của nó là 285D nha anh em. TD 285 thân máy này 2 triệu rưỡi một thân thôi. Nó mở được tất cả ốc trên xe máy trừ con ốc tay ga, có con ga con không. Tại vì nhiều người siết bằng cái con như con này thì làm sao nó mở ra được. Con này 1000 newton nhưng mà nó siết vô thì con này đâu có mở ra được. Mà con nó ốc ở tay ga rất là to. Nhưng mà bù lại anh em mua con này về sửa xe lại không được. Anh em cầm nó liên tục thì nó nặng nên không có khả quen. Mua con này sửa xe ngon. Con này mua về chỉ mở được con ốc tay ga và để đó thôi. Chứ anh em đi mở mấy con kia thua, nó nặng đuối tay. Trong khi con ốc tay ga không phải ngày nào anh em cũng mở liên tục nhiều nhiều. Chính cái này mới là nhiều. Cân tất cả mọi con ốc trên xe trừ con ốc tay ga. Bánh xong. Có chế độ auto lực tự ngắt. Siết ra một cái là tự nó ngắt thôi. Đấy. Nó mở ra là con ốc không bao giờ rớt ra khỏi bánh xe. Nó có cái chế độ đặc biệt đó, 3 cấp chỉnh lực. TW285 bình thường con này mà đẹp đẹp là em phải bán hơn 3 triệu một thân máy. Bữa nay nó xấu vỏ thì chịu thôi. Cái đống này chắc lỗ luôn. Em còn khoảng 10 con này nên em bỏ lại có mấy con thôi. TD 14V trước đi. 14V có mấy con đây? 14V có 4 con. Em thì không có đánh số nhưng mà em nói là em nhớ. Đánh số nhiều khi em còn không nhớ nổi á. Còn máy cứ đọc tên nó ra là em nhớ có con nào chứ đánh số mà em nhớ số em nhớ không nổi. TD 137 14V không chổi than, con này rất là đẹp. Không biết chê vào đâu luôn. 2 triệu 3 một bộ máy pin sạc. Thân máy thì rẻ hơn. 3 cấp chỉnh lực nha. Nó mạnh như 18V nha. Con này không phải dạng vừa đâu nha anh em. 14V nhưng mà nó rất là mạnh. Nó mạnh bằng XTD13. Có khi còn ăn đứt XTD13. XTD13 không có chỉnh lực. Hôm nay thì em hết XTD13 rồi. Con này thì thua XTD13 nhưng mà bắn tôn vẫn ok. Lực của nó 160 N đi xem. 3 cấp chỉnh lực, báo pin yếu, đèn led trợ sáng. 1 triệu 2 một thân máy. 14V không chổi than. 14V không chổi than, 1 triệu 2 một thân máy. Màu xanh. 3 cấp chỉnh lực. Một triệu 9 một thân máy. 4 chức năng. 4 chức năng. 4 chức năng. Chế độ khoan bê tông. Chế độ cái gì đấy, chế độ bắn vít có búa nè. Chế độ khoan không búa, ngắt búa. Cái chế độ này đặc biệt vô cùng, bắn vít điện tử. Nó có 9 10 cấp gì trên này nè, có số rồi.
Đấy, cái độ cứng như vậy tự nó ngắt là ốc không bao giờ hư được. TDP131 con này 2 triệu, ấy lộn, con này 1 triệu 9 một thân máy, pin sạc thì hơn 2 triệu một chung, 2 triệu 4, 2 triệu rưỡi vậy. Con nó chạy pin 14, còn con này chạy pin 18. 18V. TB141 giống y con kia thôi. Con này nó chạy pin 18. Tiếng Nhật nó viết cái gì bên đây em không biết. Con này 2 triệu tư một thân máy. Chế độ khoan bê tông đây. Có một con thôi, chuyến này về được có một con thôi. Vít thạch keo. Cái mũi không bao giờ xoay, khi mà anh em đè tấm thạch cao lên, lúc mà anh em đỡ lên như vậy một cái nè, nó vừa đỡ cái thế này để cầm đỡ tấm thạch cao, và cái này nó lún lún xuống, cái mũi vít nó lún xuống, nó sẽ ngậm vào trong kia là tự nó sẽ xoay thôi. Nó chuyên dùng để vít thạch cao nhé, bắn tôn cũng rất là ngon luôn, vòng tua rất là cao. Sinh ra và lớn lên tại Japan đây này anh em, nhưng mà nó trôi dẹp về Việt Nam rồi. Một 70 bữa nay còn có con đẹp nè, 147 còn 2 con xấu và đẹp, 148 còn 1 con thôi, 149 mới về 1 con, không phải 149 đắt hơn 148 đâu nhé, 149 rẻ hơn 148. Máy pin sạc 1 triệu 8 thôi. Còn mà 148 thì thân máy không, nó đã thân máy này 2 triệu một thân máy. 148. 149 rẻ hơn 148. Màu xanh đọt chuối rất là đẹp. Rất là ít màu này nữa chứ, màu xanh đọt chuối đẹp mà ít. TD 149 bắn tôn ok, 18V có thang. TD 148 2 triệu một thân máy. Rất là mạnh. 3 cấp chỉnh lực báo pin đầy đủ trên bàn phím, quá quen thuộc với anh em rồi. Một 70. Con này 2 triệu tư một thân máy, TD 170. Thân máy 170. Báo pin đầy đủ, chỉnh lực đầy đủ. Có một con thôi. Đây có một con 147 rẻ này. TD 147 màu trắng, máy Japan. Con này rẻ hơn, con này chừng 2 triệu mấy một bộ thôi. Con này 2 triệu tư một bộ, máy pin sạc luôn. TD 147. Có một con thôi. Một con đẹp và một con xấu. Con xấu này rẻ hơn. 2 triệu mốt một bộ, máy pin sạc luôn cho nó nhanh. Em ru gà rù luôn. Anh em đi cày là không sợ nó chày nữa rồi. Cao su nó bị chắc. Máy thì vẫn nguyên tin, em còn chưa tháo ra nữa. 2 triệu mốt luôn. Mua thân máy không thì rẻ hơn. À, đây còn con bu lông thì rẻ thôi. TW251 ngon bộ rẻ đây, 2 triệu 3 một bộ, máy pin sạc bu lông. TW251 có than nha anh em. Hitachi 1 triệu 7 một thân máy, con này 2 triệu 2 một thân. 3 cấp chỉnh lực có 3 màu, màu vàng, màu xanh và màu đen. Nào ngoài kia. Màu vàng, màu xanh, màu đen. Có 3 con. Chỉnh lực 4 cấp. Cấp tự động. Con này cũng 18V, không chạy than nhưng rẻ hơn. 1 triệu 7, một thân máy. 18V, anh em là có pin rồi, phải cắm pin chưa? Em vẫn còn một mớ pin zin 6A với 5A. Rồi khép lại thôi, hôm nay em có nhiều đây thôi. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại ở đây. Em tên là Quý ở Trảng Bom Đồng Nai.
Facebook, Zalo em đều dùng hết, anh em cứ liên hệ vào đó. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.